Thú Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn, và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thú Nam đã ghé xem video ngày hôm nay. Thưa bà con và các bạn, hôm nay kênh Cây Thú Nam giới thiệu cho bà con về dược liệu có tên là bán hạ. Dược liệu bán hạ này chữa bệnh gì? Mời bà con và các bạn nghe sau đây. Bán hạ còn có tên khác là địa văn, hòa cô, thủ điền, thị cô, dương nhãn. Đó là những cái tên của dược liệu thuốc bán hạ. Về tính vị của bán hạ thì có vị cay, tính bình. Khi mà bán hạ mà còn sống, chưa có chế biến ra chín thì có tính là hơi hàn, có vị cay, tính ấm. Sau khi mà bán hạ sống mà mình chế ra bán hạ chín thì nó có hơi độc. Nhưng mà cái độc này thì nó nhẹ, mình sử dụng với lượng vừa phải. Và liều dùng của bán hạ tùy theo bệnh, tùy theo thể trạng của bệnh nhân là từ 8 đến 12 gram. Quy kinh là quy vào kinh phế, tỳ và vị. Quy vào kinh thủ dương minh vị, thủ thái âm phế, thủ thiếu âm tâm vào kinh tỳ vị. Đó là dược liệu của bán hạ. Và mời bà con nghe tiếp cách dùng bán hạ. Bán hạ qua nhiều khâu chế biến khác nhau nên dùng cũng khác nhau. Bán hạ, pháp bán hạ dùng trong trường hợp táo thấp, hóa đàm. Khương bán hạ dùng trong trường hợp gián nghịch, chỉ ẩu. Bán hạ khúc dùng trong trường hợp kiện vị tiêu thực. Đó là bán hạ được chế tác ra dược liệu được 3 loại: bán pháp bán hạ, khương bán hạ, bán hạ khúc. Còn bán hạ sống thì chỉ dùng bên ngoài, ít khi dùng để uống. Tức là sau khi mà mình thu hoạch cái bán hạ xong, mà khi còn sống là để thoa bên ngoài. Và sau khi chế biến xong, loại bỏ cái độc tính của dược liệu bán hạ thì lúc đó mình mới sử dụng làm thuốc để uống. Về mặt tác dụng của bán hạ thì có là cầm nôn. Bán hạ chế thành hòn và nước sắc bán hạ có tác dụng cầm nôn, cao lỏng bán hạ, bột bán hạ chế với nhiệt độ cao cũng có tác dụng cầm nôn. Nhưng bán hạ sống ngược lại có tác dụng gây nôn. Thì cũng giới thiệu rõ cho bà con mình biết được sử dụng cái bán hạ này. Nếu mà mình bị ăn bị trúng độc thực phẩm, ngộ độc thực phẩm thì bà con dùng bán hạ sống chưa qua chế biến thì bà con nuốt vào, uống vào, giả ra rồi uống vào thì nó sẽ nôn cái thực phẩm mà bị ngộ độc đó, nó nôn ra ngoài để cho người bị mắc phải ngộ độc thực phẩm là khỏe lại. Còn sau khi mà bán hạ đã chế biến xong thì đó là dược liệu để chữa bệnh. Và mời bà con nghe tiếp tác dụng của bán hạ. Và sau đây thì mời bà con và các bạn nghe bán hạ chữa được những cái bệnh gì sau đây. Bài thuốc được chữa bệnh thứ nhất từ bán hạ: trị đau nhói ở ngực chính giữa tim, đè vào thấy đau. Thì bà con sử dụng là mạch phù hoặc bán hạ 50g, hòn liên 40g, hoa lâu 1 trái và 8 bát nước. Trước hết sắc hoa lâu còn 3 bát, bỏ bã rồi bỏ hai vị kia vào, sắc còn 2 bát, chia làm 3 lần uống. Và bài thuốc thứ hai đó là bán hạ trị nôn do chứng chi ẩm. Bà con sử dụng bán hạ ngâm rửa, bà con sử dụng 70g và lấy 7 tô nước, sắc còn 1 chén rưỡi, chia ra uống 3 lần trong ngày. Và bài thuốc thứ ba, bán hạ trị nôn ọe, chóng mặt, hồi hộp, ăn uống không ngon. Bà con sử dụng bán hạ 1 lạng, gừng nửa lạng, phục linh 120g, sắc với nước, chia làm 3 lần uống và nhớ là uống nóng. Đó là cách chữa trị nôn ọe, chóng mặt, hồi hộp, ăn uống không ngon. Và bài thuốc thứ tư, bán hạ trị tim hồi hộp. Thì bà con sử dụng dược liệu sau đây, bán hạ kết hợp với những dược liệu khác. Đó là bán hạ ma hòn, mỗi vị 100g, tán bột, làm viên to bằng hạt đậu đen, mỗi lần uống 30 viên, ngày 3 lần, sẽ trị bệnh tim hồi hộp. Và bài thuốc thứ năm đó là bán hạ trị ăn vào nôn ra. Tức là bà con mình ăn vào mà nó cứ nôn ra, nó cứ làm cho mình nôn ra, thì bà con sử dụng dược liệu sau đây. Bán hạ 3 cân, nhân sâm 120g, mật ong 1 cân và lấy 8 bát nước, trộn mật ong, đưa lên cao mà rót xuống 120 lần, xong sắc còn 3 bát rưỡi, mỗi lần uống 1 bát, uống nóng. Và bài thứ 6 đó là bán hạ trị có thai, nôn mửa. Bán hạ 80g, nhân sâm, can khương, mỗi thứ 40g, bà con tán thành bột, trộn với nước gừng và bột miến làm thành viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi lần uống 10 viên, ngày 3 lần sẽ khỏi. Và bài thuốc thứ 7 đó là thuốc bán hạ trị ung thư, phát bối,
vú sưng, lở lét. Bà con sử dụng dược liệu sau đây: bán hạ, tán bột, trộn lòng trắng trứng gà bôi vào. Thì cái bài thuốc thứ bảy này á, mà nếu ai có cái bệnh mà vú bị sưng lở lét thì bà con sử dụng là bà con mua bán hạ về, bà con tán thành bột, sau đó bà con trộn với lòng trắng trứng gà và đắp vào thì cái bệnh này nó sẽ khỏi. Bài thuốc thứ 8, bán hạ trị bụng đầy do tiêu chảy và nôn mửa. Thì bà con sử dụng dược liệu như sau: bán hạ, quế, hai vị bằng nhau, tức là trọng lượng bằng nhau. Bà con lấy mỗi vị là 200g, sau đó tán bột, uống với nước sôi. Sau khi mà tán ra bột xong thì bà con sử dụng là 10g phai với nước sôi để uống là chữa tiêu chảy và nôn mửa. Và bài thuốc thứ 9 đó là bán hạ trị nôn mửa, tiêu chảy. Thì nếu mà bà con bị nôn mửa mà tiêu chảy thì bà con sử dụng dược liệu sau đây: bán hạ ngâm rửa sao vàng 80g, hoắc hương lá, sử dụng bằng lá hoắc hương là 40g, đinh hương là 60g, tán bột mỗi lần dùng 16g và thêm 7 lát gừng sắc uống. Bài thuốc có tên là hoắc hương bán hạ thang. Và mời bà con nghe tiếp bài thuốc thứ 10 từ bán hạ: bán hạ trị mụn nhọt, đàm nhớt, thanh dược khí trọc ở đầu mắt, ăn uống kém. Bà con sử dụng dược liệu như sau: bán hạ rửa ngâm 300g, khô phèng 40g, tán bột, dùng nước gừng hồ làm viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi lần uống 15 viên với nước gừng. Nếu do hàn đàm thì thêm đinh hương 20g, nhiệt đàm thì thêm hàn thủy thạch nướng 160g, ngọc dịch hòn. Và bài thuốc thứ 11, bán hạ trị xuyễn, hen xuyễn do phong hàn. Bà con sử dụng dược liệu như sau: bán hạ rửa sạch 70g, chích cam thảo tạo giác thì sao, mỗi thứ 8g, gừng 2 lát sắc với 1 chén rưỡi nước còn 7 phân, uống nóng. Đó là bài thuốc thứ 11 trị hen xuyễn do phong hàn. Và bài thuốc thứ 12, bán hạ trị đàm nhiều, định trí, an thần, lợi đầu và mắt. Thì bà con sử dụng dược liệu sau đây: bán hạ khúc 120g, thiên nam tinh ngâm nước sôi 40g, thần sa khô phèn mỗi thứ 20g, tất cả tán bột, trộn với nước gừng làm viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi lần uống 30 viên trước khi ăn cơm, uống với nước gừng. Và bài thuốc thứ 13 đó là bán hạ trị bón thuộc khí hư, người già bị bón và táo bón do lạnh. Thì bà con sử dụng dược liệu như sau: bán hạ ngâm rửa sao cùng với lưu hòn sống, hai vị bằng nhau, tán bột, trộn với nước gừng làm viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi lần uống 50 viên với rượu nóng lúc đói. Và bài thuốc thứ 14, bán hạ trị đàm, đình lưu lại, làm ngực đầy tức, thở ngắn, muốn nôn, ăn uống không xuống hoặc mửa ra đàm. Thì bà con sử dụng dược liệu sau đây: bán hạ 200g, phục linh 120g, sau đó bà con sử dụng hai dược liệu này tán bột, mỗi lần dùng 16g, thêm gừng 7 lát, sắc với 1 chén nước còn 7 phân, uống nóng. Cái bài thuốc thứ 14 này thì bà con mình là sử dụng là bán hạ 200g, phục linh 120g, sau đó bà con tán bột rồi để riêng. Mỗi lần bà con uống thì bà con sử dụng là 16g bột bán hạ và bột phục linh, uống với lại nước gừng. Bà con lấy gừng sắc thành nước và uống chung với lại cái bột hai dược liệu này. Thưa bà con, thì như trên kênh Cây Thuốc Nam cũng đã giới thiệu cho bà con biết được là dược liệu của bán hạ chữa được rất là nhiều bệnh. Thì kênh Cây Thuốc Nam cũng mong rằng bà con nghe qua cho kỹ rồi ra ngoài tiệm thuốc và theo cái tên dược liệu bà con mua về và áp dụng để chữa bệnh cho bản thân và gia đình. Thưa bà con, hy vọng qua bài viết này, kênh Cây Thuốc Nam sẽ giúp ích phần nào về cách chữa bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bà con và các bạn. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài thuốc bán hạ này. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.